Thưa quý vị, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu vừa có buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn nhà ở trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu năm 2023. Theo báo cáo, thì sau khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, chỉ số thiếu hụt chất lượng về nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 là 1.351 hộ và hộ cận nghèo là 1.539 hộ. Nhu cầu cần hỗ trợ năm 2023 cho các đối tượng là 1.457 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban vận động quỹ vì người nghèo thị xã tiếp nhận và triển khai xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ thị xã tiếp nhận 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do đội tình nguyện SV07 và công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ trao tặng với tổng số tiền 750 triệu đồng. Hiện đang lập hồ sơ phân bổ 288 căn từ các nguồn hỗ trợ. Kết luận hội nghị, ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong hỗ trợ giải quyết nhà ở cho hộ nghèo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, kiểm tra về chất lượng xây dựng nhà ở, tổ chức rà soát bình xét ở cơ sở, đảm bảo dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định. Ngày 8 và ngày 9 tháng 6 năm 2023, Đại tá Bùi Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra tiến độ, chỉ đạo việc triển khai xây dựng 5 căn nhà mẫu cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo chủ trương của Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng 1.200 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ nguồn kinh phí kêu gọi hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng lên đến 60 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ phần thân, phần mái nhà mỗi căn 50 triệu đồng. Riêng đối với kinh phí xây dựng phần nền, móng nhà do hộ gia đình đóng góp hoặc địa phương huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Để triển khai thực hiện hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, thống nhất chủ trương, quy trình, lộ trình, nhiệm vụ tổ chức thực hiện. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị thi công, cán bộ chiến sĩ cần đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ bà con xây dựng lắp ráp sớm nhà mẫu để có bước đánh giá cụ thể trước khi xây dựng đồng loạt, bảo đảm an toàn, chất lượng, trao tặng cho người dân.